Ngày 5 tháng 7, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 9. Cùng đi với Chủ tịch nước có các đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và lãnh đạo một số cơ quan thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, lãnh đạo chỉ huy một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đón Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác, về phía Quân khu 9 có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Là lực lượng nòng cốt của Công binh Quân khu 9, Lữ đoàn Công binh 25 có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, phòng chống khủng bố, huấn luyện chiến đấu, xây dựng công trình chiến đấu và xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, xây dựng chính quy, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức thi công các công trình chiến đấu đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tuyệt đối an toàn, được Quân khu 9 và binh chủng Công binh đánh giá cao. Hàng năm, đơn vị còn tổ chức thu gom, vận chuyển xử lý hàng chục tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị. Công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được thực hiện tốt, thường xuyên quan tâm chia sẻ, giúp đỡ với những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng vũ trang Quân khu 9 nói chung, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 nói riêng trong thời gian qua. Thời gian tới, nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc cùng với chủ trương xây dựng quân đội tinh gọn mạnh đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Chủ tịch nước đề nghị cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 25 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 9. Cần tiếp tục quán triệt và triển khai tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong mọi tình huống. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lữ đoàn vào năm 2025. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng tham gia giúp dân trong phòng chống khắc phục hậu quả khi có thiên tai thảm họa xảy ra. Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu Lữ đoàn Công binh 25 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn bó mật thiết với nhân dân, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, nhất là các phân đội làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo, trên các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, quan tâm giúp đỡ các đồng chí có điều kiện gia đình hoàn cảnh khó khăn, các đồng chí là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ để bộ đội yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.